Thầy xin chào các em. Là hôm nay là chúng ta sẽ được thầy ôn kiểm tra giữa kỳ 2 bộ môn công nghệ chính. Thì chúng ta kiểm tra giữa kỳ 2 là sau khi chúng ta đã thực hành xong bài số 8 là hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn và bài số 9 là hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. Thì chúng ta đã thực hành xong rồi. Thì thầy sẽ cho chúng ta làm kiểm tra giữa kỳ là bằng hình thức bốc thăm chọn một trong hai bài này để chúng ta thực hành tại lớp trong vòng một tiết, vừa thực hành vừa chấm điểm luôn nha. Thì chúng ta sẽ bốc thăm nha các em. Thầy sẽ cho lớp học tập lên bốc thăm chọn và trúng bài nào thì chúng ta sẽ làm bài đó. Thì cái phần chuẩn bị của các em á, thì đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị cho thầy là kìm 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 răng, kìm mỏ nhọn, kìm tuốt, kìm cắt, tua vít, vít thử bóng, bút viết bảng, thước đo, giống như mình đã thực hành trong lớp. Phần dụng cụ, phần vật liệu thiết bị đó, thì dây điện thì chúng ta chuẩn bị cho thầy là dây đơn, hai cầu chì, hai công tắc hai cực, hai công tắc ba cực, hai bóng đèn, một vít cắm điện, hai cái bảng điện 8 x 16, một cái bảng điện 15 x 20, băng keo, giấy nhám, bảng thực hành có lắp sẵn ống theo cái mẫu cũ á, tức là mình không có chỉnh sửa gì hết, cái bảng thực hành cũ mình đã làm rồi thì mình cứ đem theo. Và ở đây thầy cho phép luôn là chúng ta sẽ đem cái bảng điện 8 16 mà mình đã làm thực hành trong lớp đó, mình đã vạch dấu rồi, khoan lỗ bảng điện rồi đó, và cái bảng điện 15 x 20 luôn, đem theo luôn là bảng điện cũ, đừng có đem bảng điện mới nha. Tại vì khi mà ta đem bảng điện mới thì mình phải làm lại cái công việc là vạch dấu, khoan lỗ lại từ đầu, cho nên nó sẽ mất thời gian. Cho nên là thầy cho các em tận dụng lại bảng điện cũ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thầy cho các em là cắt trước dây, cắt đoạn, chuẩn bị sẵn cắt đoạn dây, thì vô bốc thăm trúng bài nào thì mình lấy đúng cái đoạn dây đó ra mình làm nha, thầy cho phép. Còn nhóm nào mà cảm thấy mình làm kịp nhanh, không cần cắt trước thì cũng được, không sao hết nha. Đó là phần chuẩn bị. Rồi sau đó là chúng ta cũng chuẩn bị cho thầy là cái phiếu thực hành chấm điểm theo cái mẫu. Đây cái mẫu này các em. Thì trong cái mẫu này thầy có nêu các yêu cầu đó, về thang điểm đó, thì các em cũng xem trước để mình biết và mình chuẩn bị để không bị trừ những cái điểm này và những cái lỗi mà vi phạm này, để cho chúng ta có cái bài thực hành nó hoàn chỉnh và tốt. Thì trong cái phiếu thực hành này, thứ nhất là chúng ta phải có lớp nè, có nhóm nè, ngày tháng kiểm tra giữa kỳ nè, và đề thì khi chúng ta bốc thăm trúng cái đề nào thì chúng ta sẽ ghi tên cái đề đó vô đây nha. Rồi thang điểm nè, thứ nhất là cái phần chuẩn bị ghi bài rồi chuẩn bị đồ dùng nè, thầy có cho thang điểm là 1 điểm. Đấy, thì mình coi cái phần nào mà bị trừ điểm, mà nếu mà vi phạm đó thì mình chú ý để mình chuẩn bị cho nó tốt ha. Ghi bài thì được nửa điểm, chuẩn bị dụng cụ vật liệu thì được nửa điểm. Rồi cái tiếp theo là hoàn thành mạch và hoạt động tốt, tức là sau khi mình làm xong 30 phút đó thầy chấm điểm đó, và nếu cái thời gian mà mình đảm bảo và mình mạch mình làm tốt đó, thì mình được 5 điểm. Rồi tùy mức độ mà chưa hoàn thành như thế nào thì mình sẽ bị trừ điểm, và thầy có liệt kê rõ ở đây. Ví dụ như là mạch đã nối vào thiết bị nhưng mà chưa lắp cố định vô cái bảng nhựa đó thì mình bị trừ nửa điểm. Mạch chưa nối vào một cho vài thiết bị và chưa lắp cố định thì trừ từ 1 điểm đến 1 điểm rưỡi. Và mạch chỉ nối được 2 cho đến 3 thiết bị thôi thì trừ lúc này là trừ 2 điểm hoặc là 2 điểm rưỡi. Rồi, đó là mức độ hoàn thành mạch. Dĩ nhiên khi mà hoàn thành mạch rồi thì mạch mới hoạt động tốt được. Đó, nếu mà ta hoàn thành mạch mà chỉ làm có một phần nào đó thôi thì sẽ bị trừ điểm. Nếu mà làm tốt thì được 2 điểm, trọn vẹn. Mạch chỉ hoạt động khi điều khiển một công tắc. Thí dụ mình bài số 8 đi, mình có hai công tắc mà chỉ có một cái điều khiển được, còn cái kia không điều khiển được thì bị trừ 1 điểm. Nếu có hai công tắc ba cực mà chỉ điều khiển được một bên thôi thì mình cũng bị trừ 1 điểm.
Nếu nắp cầu chì bị lỏng khi mà thầy kiểm tra lại, mình điều khiển không được, nhưng mà do cái nắp cầu chì mình bị lỏng gì đó mà thầy chỉnh lại mà nó hoạt động tốt lại đó, thì cái phần này thay vì trừ 1 điểm thì mình chỉ còn trừ có 0,25 thôi ha. Rồi mạch không hoạt động ở hai công tắc thì lúc này là trừ 2 điểm luôn cái phần mạch hoạt động. Là sao? Ví dụ mình có mạch bài 8 là hai công tắc, mình điều khiển cả hai công tắc đều không được hết, do mình làm mạch bị hư hay như thế nào đó ha, thì là bị trừ 2 điểm. Còn thí dụ hai công tắc ba cực đi, thì mình điều khiển cả hai công tắc ba cực đèn không hoạt động thì mình bị trừ 2 điểm. Rồi trường hợp là chỉ trừ 1 điểm thôi, là nếu mà thầy lên thầy kiểm tra mà cái bóng đèn của mình bị hư mà ở dưới mình không biết kiểm tra đó, hoặc là cái phích cắm điện mình nói nó bị hở bị xúc ra đó, thì nếu thầy kiểm tra phát hiện chỗ này thì chúng ta thay vì bị trừ 2 điểm thì bị trừ 1 điểm thôi. Nhưng mà cái nghiêm trọng nhất là các em chú ý nha, làm là chú ý tránh để chạm mạch, nếu mà chạm mạch là 0 điểm đấy. Rồi an toàn điện tại vị trí mối nối là mình phải băng keo cho nó tốt ha, phần này nếu mà kiểm tra làm tốt thì mình là được 1 điểm. Mối nối của cầu chì công tắc đó thì chúng ta phải nói không có để mà hở hở cái lõi đồng đó, là nó sẽ không an toàn nha. Như vậy mà tại một vị trí nào mà kiểm tra không an toàn, phát hiện một vị trí sẽ bị trừ 0,25, hai vị trí sẽ trừ tăng lên, như vậy cứ cộng vô ha. Rồi về thẩm mỹ thì bảng điện, các thiết bị, ống dây là bố trí phải thẩm mỹ không bị lỗi. Nếu mà tại lỗi một chỗ nào đó thì phát hiện thì cứ mỗi lỗi như vậy trừ 0,25. Rồi thái độ thực hành thì trong quá trình làm thực hành thì là chúng ta thực hành theo nhóm. Như vậy thì tất cả các thành viên phải tham gia. Nếu mà thầy quan sát trong quá trình các em làm thực hành mà có một thành viên nào đó mà không nghiêm túc tham gia thì sẽ bị trừ điểm. Thì cái phần thực hành nghiêm túc này là được 2 điểm. Thì ở đây thầy có ghi cái phần trừ điểm rõ ở đây ha. Nếu mà nhắc nhở lần 1 là trừ nửa điểm, nhắc nhở lần 2 là trừ 0,75, nhắc nhở lần 3 là trừ 1 điểm. Được chưa? Còn nếu mà nhắc nhở lần 4 nữa thì thôi là trừ luôn 2 điểm phần này. Nha. Đấy, thì chúng ta phải chú ý cái chỗ này. Còn cái thái độ thực hành mà mình ngồi đó mình không làm gì cả, không tham gia gì cả, ở đây là đang nói là trừ điểm này là trừ điểm không nghiêm túc thôi nha các em. Chứ còn nếu mà mình ngồi mà mình không tha làm gì cả hết thì là phần này là mình không có điểm luôn. Nhớ ha. Rồi. Như vậy đây là cái bảng điểm mà sẽ chấm điểm ra cho chúng ta nè. Mình bị cái lỗi nào thì phần này thí dụ chuẩn bị đi. Mình bị trừ nửa điểm thì mình còn nửa điểm, thì thí dụ thầy ghi đây và cộng hết ra đây là cái điểm đạt được của mỗi thành viên. Nha, chúng ta ghi tên các thành viên trong nhóm mình vô đây. Như vậy đó là cái phần ôn tập nhắc nhở của thầy trong quá trình thực hành để chúng ta làm bài cho nó tốt. Thì thầy mong rằng là các em rèn luyện trong các tiết 6, tiết 7, tiết 8, rèn luyện cái phần thực hành bài 8, bài 9 cho nó tốt. Để qua cái tuần số 9 hoặc tuần số 10 đó, thì chúng ta sẽ làm kiểm tra giữa kỳ ha. Rồi, thầy xin chào các em. Chúc các em thành công nha.